nghỉ hè chúng mình được về quê chơi đã quá Busu nhỉ. Ừ, ta nên đi chào hỏi mọi người cái đã. À, giàn hoa Thiên Lý đẹp quá. Ừ, đẹp thật, có cả một giàn hoa trái phía đằng sau nữa kìa. Đây là khu vườn của bác nông dân nhỉ? Đúng đấy anh ạ, bác đã trông cho giỏi lắm đấy. Anh chị ơi, bác dặn không được lại gần mấy giàn hoa đâu. Dạo này bác khó tính thế á, giàn hoa thì có gì mà không được ra xem chứ. Bác ấy thì tốt bụng lắm, nhưng sáng nay thấy bác vội đi sớm, chỉ dặn em không cho ai vào, hay cứ đợi bác về đi đã anh. Chắc tại bác sợ chúng mình hái hoa bẻ cành nên mới dặn thằng Tít không cho ai vào đấy. Ừ, nhưng chúng mình có làm thế bao giờ đâu, bác nghi oan quá. Bác nông dân ơi. Ơ, có cái gì kia kìa. Còn gì đấy nhỉ? Em đã bảo anh chị là bác không cho vào rồi cơ mà. Ôi. Cứu em, anh Bù Dù, chị Mái Ngố. 1, 2, 3, kéo. Ôi, khu vườn yêu quý của tôi. Chúng cháu thành thật xin lỗi bác. Tại chúng cháu thấy trên giàn hoa có nhiều rắn nên hoảng sợ. Bác biết, sáng nay bác nhìn thấy một con rắn lớn lởn vởn trên giàn hoa, nhưng vội quá, chưa kịp dặn dò kỹ lưỡng nên chị mới bảo Tít không cho ai vào. Nhưng tại sao rắn lại ở trên giàn hoa của bác ạ? Có lẽ các cháu không biết, tất cả các giàn hoa đều là những ngôi nhà lý tưởng của rắn. Thứ nhất, vì giàn hoa thơm thường thu hút nhiều côn trùng như sâu, bướm và kiến. Chúng hấp dẫn thằn lằn và chim, những loài này chính là bữa ăn cho rắn đó. Thứ hai, giàn hoa thường có độ ẩm cùng với nhiệt độ thoáng mát cho rắn nghỉ ngơi. Thứ ba, giàn hoa màu xanh giúp chúng ngụy trang dễ dàng, nhất là các loài rắn lục. Ồ, ra là vậy. Lũ rắn đã làm cho chúng mình một phen hú vía. Bác nông dân ơi, bác hãy để chúng cháu sửa giúp bác khu vườn. Trời tối rồi Bù Xù ạ. Để sáng mai, bác đuổi hết lũ rắn ra khỏi khu vườn, rồi mới nhờ các cháu dựng lại giàn hoa nhé. Dạ, chúng cháu đồng ý bác ạ. Ha ha, ở lại ăn cơm với bác nhé mấy đứa.